À, bữa nay có cô Lan Hương, bạn của má tới chơi. Con tranh thủ về sớm, dùng cơm với cả nhà nha. Dạ, chắc là không kịp rồi má. Nếu con về trễ, mọi người cứ tự nhiên dùng trước, đừng đợi con nha. Con về trễ thiệt, hay là cố tình muốn né Nhật Minh vậy? Má, má nói cho con hay nè, tối nay Nhật Minh không có tới. Con bận thiệt mà má. Với lại, con cũng không có ưa anh Nhật Minh đâu. Ba má mà có cố tình gán ghép á, thì cũng không có thành công đâu. Con sắp tới giờ học rồi đó má. Mình mua như vậy đủ hết chưa hả má? Thôi con chở má về rồi đi học nha. Dạ. Tôi thiệt là mừng cho chị. Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng gia đình chị cũng được đoàn viên ha. Chị biết không, tôi còn tưởng lần này về đây á, cố gắng hạ mình xin lỗi ổng cho gia đình êm ấm. Ai mà ngờ ổng lại xin lỗi tôi trước mới kỳ chứ. Thiệt hả? Xưa giờ á, ổng vốn cao ngạo độc đoán, không biết nhờ vô cái gì mà lại thay đổi tới như vậy nữa. Thì chắc là anh cũng thấm thía mấy năm dài cô độc khi vắng chị rồi còn gì. Còn chị, con gái của chị chừng nào mới tổ chức? Nó vẫn còn ở trên Đà Lạt á, chưa có về nữa đó chị. Nghe ba nó nói là cũng đang tốt đẹp lắm. Nhưng mà nghĩ lại, tôi vẫn thấy lo lo làm sao á chị à. Sao vậy chị? Ba con Mỹ Nhung có một đối tác làm ăn ở trên Đà Lạt á. Ông ấy khen cậu ta còn trẻ mà biết làm ăn. Cậu ta sở hữu một cái khách sạn tên Nhật Minh cũng khá lớn. Chị nói sao? Anh ấy muốn gả Mỹ Nhung cho cậu chủ khách sạn Nhật Minh hả? Ủa, mà chị cũng biết cậu ta à? Tôi cũng có nghe nhắc tới. Ý anh ấy là vậy. Còn ý cậu Nhật Minh thế nào hả chị? Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ hết. Chỉ nghe ba nó nói là hai đứa rất là vui vẻ, rất là hợp tính tình với nhau. Từ lúc con Mỹ Nhung nó lên Đà Lạt tới giờ, nó vẫn chưa chịu về nữa. Lúc nãy á, chị nói chị lo. Là lo chuyện gì? Tôi lo cuộc hôn nhân này không biết có kéo dài được không nữa. Hai đứa nó mới có gặp nhau mà đã vội vã tính chuyện cưới xin rồi. Tôi không lo làm sao được hả chị? Đời tôi đã khổ nhiều rồi. Tôi chỉ cầu mong con Mỹ Nhung nó gặp được người thương yêu nó thật lòng thôi. Mà cái người chị nói á, có đúng là cậu Nhật Minh, chủ khách sạn Nhật Minh ở Đà Lạt không? Chính là cậu ta đó. Ba con Mỹ Nhung đang định hợp tác với cậu ta mở thêm cái nhà hàng gì nữa đó. Mà sao chị lại hỏi tôi như vậy? À, tại tôi cũng nghe ông nhà tôi khen cậu Nhật Minh đó dữ lắm. Thì ra là anh nhà cũng biết cậu ấy nữa hả? Dạ. Sao? Sao lại đổ bể? Trời ơi, mục đích sắp đạt được rồi, sao lại buông tay? Em thật là khờ quá đi. Thằng Thiên Phúc chỉ mới trận đầu, làm nhận liền hả? Ngốc ơi là ngốc. Mỹ Nhung mới là Mỹ Nhung. Em và anh đã bày binh bố trận cho đã. Tốn bao nhiêu công sức, đâu một cái em thú nhận không có bầu là sao? Không được, nếu vậy á, anh sẽ cho người làm căn. Thiên Phúc đang cần tiền, sẽ không dám bỏ em đâu. Em ráng giúp anh, đừng về Sài Gòn vội. Chuyện của anh và Khánh An đang tiến triển tốt. Nếu Khánh An biết được sự thật thì anh mất trắng đó. Em ráng giúp anh nghe Mỹ Nhung. Đang xảy ra chuyện gì đây? Cậu Nhật Minh và Mỹ Nhung đang âm mưu làm chuyện gì? Không được, mình không thể để con gái mình dính vào những chuyện lộn xộn này. Nhưng làm cách nào để đẩy Nhật Minh ra xa Khánh An đây? Chị ơi. À, cái này còn nếm gì nữa không? À, đưa tôi. Canh un. Băng. Trời ơi,
đi, cho đọc sách nè. Cho. Ây da. Má. Hử? Má muốn ra trường con học ở đâu? Cô ba, cô ba chuyển Minh Bảo xuống trường con học đi cô ba. Ừ, để từ từ cô tính. Trời ơi, em biết không, ở dưới trường anh hả, đẹp mà còn rộng nữa. Có đẹp mà trường em ở dưới Sài Gòn không? Đẹp mà rộng hơn nhiều. Em không tin. À, em không tin phải không? Lên phòng anh đi, anh cho coi hình trường anh. Ủa, anh nói thiệt hả? Ừ, đi, anh dẫn em đi coi, đi. Ồ, ôi, trường anh nó rộng mà đẹp lắm. Thiệt hả? Em thích quá à. Em à. Là anh nữa sao? Anh tới đây làm gì nữa? Anh nhớ con. Dạ, anh cũng nhớ em nữa. Hạnh. Anh theo tôi ra đây. Đi. Em à. Đi. Hạnh. Hạnh ơi, cho anh vô nhà đi mà. Hạnh à. Anh lên đây làm gì nữa? Tôi đã cấm anh rồi. Anh không nhớ sao? Anh nhớ chứ. Anh nhớ tất cả những gì em đã nói. Nhưng mà anh nhớ má con em nhiều lắm. Anh chịu không đổi. Nhớ. Anh nhớ má con tôi. Còn cô tình nhân bé nhỏ của anh thì sao? Anh để đâu? Anh xin thề với em. Anh thề với em, anh và cô ấy đã cắt đứt từ lâu rồi. Lâu nay anh đã cố gắng sửa mình, chuộc lại lỗi lầm của anh đối với em. Khi xa em rồi, anh mới hiểu một điều: ở trên đời này không có ai tốt bằng em. Phải rồi. Tại vì tôi ngu, tôi cứ nghĩ rằng tôi cứ yêu thương anh, chiều chuộng anh, lo lắng cho anh, tôi sẽ giữ được trái tim của anh. Nhờ là một cái thứ người ăn no rửng mỡ, anh chà đạp bên tình cảm của tôi, anh cướp trắng tài sản của tôi cực khổ làm ra. Để bây giờ má con tôi hai bàn tay trắng về sống bám bên ngoại như thế này. Hạnh à, anh biết mình đáng bị chửi nhiều hơn nữa kìa. Anh ăn năn lắm rồi. Anh hứa với em, anh không bao giờ tái phạm một lần nào nữa đâu em. Em hãy về với anh đi. Không có mẹ con em, anh khổ lắm. Anh đứng lên đi. Tôi không cần anh quỳ lạy như vậy đâu. Về. Mẹ con tôi còn chỗ nào mà về nữa chứ. Tiền bạc mất hết rồi. Ngay cả căn nhà anh cũng đem đi cầm cố. Má con tôi phải về đâu đây hả? Hạnh à, những gì anh hứa với em, anh sẽ lấy sổ hồng về cho em. Em hãy tin anh nha. Anh thề với em đó. Lấy tiền ở đâu ra mà chuộc? Anh tưởng lương của anh một tháng bao nhiêu tôi không biết hả? Anh có gì quên, nói hết mọi chuyện cho ba má anh biết. Ba má chịu anh một trận, rồi ba má nói phải vì em, vì Minh Bảo, ba má cho anh mượn một số tiền để chuộc sổ hồng về cho em. Em coi đi, bây giờ anh không còn là kẻ ăn không ngồi rồi. Anh đã biết được giá trị của đồng tiền, thì anh lại càng yêu em nhiều hơn. Anh rất hận bản thân của mình. Em phải cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Thằng Bảo nó còn nhỏ, nó cần có cả cha lẫn mẹ. Về với anh nha em. Tôi phải xem xét lại đã. Còn bây giờ anh về đi. Có chuyện gì không khác nói. Bây giờ cũng tối rồi em, anh còn chưa gặp được thằng Bảo nữa mà. Cho anh gặp thằng Bảo chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi em. Nhưng mà Thành à, em không cho anh ở lại đêm nay cũng được, nhưng mà anh muốn gặp thằng Bảo chút xíu thôi. Anh nhớ thằng Bảo lắm. Anh nhớ nó nhiều lắm.
Bà Hạnh, nó cũng nhớ anh nữa. Nha Hạnh, anh xin em đó. Thôi được rồi. Anh muốn gặp anh Bảo thì vô nhà gặp nó đi. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chính tai tôi nghe thấy, nhưng mà tôi còn chưa rõ Nhật Minh và Mỹ Nhung đang âm mưu chuyện gì đây nè. Thằng Nhật Minh á, theo đuổi Khánh An nhà mình từ nhiều năm nay. Tôi thấy cậu ta là người tốt, lại thật lòng với Khánh An, nên tôi cũng không tiếc lời đốc vô. Thế nhưng Khánh An nhà mình á, lại đem lòng yêu thương cái thằng Thiên Phúc kia. À ông nè, có phải vì vậy mà Nhật Minh cấu kết với Mỹ Nhung để phá Thiên Phúc, gây cho Khánh An hiểu lầm mà chia tay Thiên Phúc? Nhưng nếu còn Thiên Phúc và Mỹ Nhung hoàn toàn trong sáng thì sao có thể dựng lên chuyện đó? Lại nữa, tôi còn nghe nói nhà cậu Thiên Phúc đang kẹt một số nợ lớn, cần phải cưới Mỹ Nhung á mới có thể cứu vãn được tình hình. Tôi chỉ biết vậy thôi. Chuyện này càng phân tích thì càng rối. Trong khi ba má Mỹ Nhung đinh ninh là nó với Nhật Minh đang vui vẻ bên nhau, thì Nhật Minh lại chạy theo con gái mình. Còn Mỹ Nhung thì tính đến chuyện cưới xin với Thiên Phúc. Tôi thì không hiểu nổi nữa. Nhưng mà tôi dứt khoát kéo con Khánh An nhà mình tránh xa Nhật Minh. Không thể để con gái mình dướng vô mấy chuyện lộn xộn này được. Nhưng mà tôi thấy á, Nhật Minh á, thật lòng yêu thương Khánh An. Biết đâu vô kia chỉ là cực chẳng đã thì sao? Ông nói Nhật Minh rất thật lòng thương Khánh An nhà mình đúng không? Ừ. Biết Khánh An yêu Thiên Phúc mà cậu ta vẫn theo đuổi không từ bỏ hả? Ừ. Được rồi, vụ này ông để tôi toàn quyền giải quyết nha. Bà giải quyết cách nào? Tôi sẽ dùng một phép thử. Nếu Nhật Minh sẵn sàng bỏ qua tất cả để yêu Khánh An, tôi sẽ ủng hộ tới cùng. Còn nếu không, đây cũng là một cách hay để cậu ta tự rút lui. Bà nói cách hay là cách gì? Bí mật chưa thể bật mí được. Ông cứ để tôi thực hiện, rồi ông sẽ thấy. Tôi tin tưởng bà đó. Tôi thì già rồi, còn bà thì cứ trẻ trung xinh đẹp như thời còn con gái. Ông đừng nói với tôi là ông lại sắp ghen tôi với một ai đó nữa nha. Ghen gì mà ghen, bà cứ nhắc hoài. Tôi biết lỗi rồi mà. Tính của tôi xưa nay vẫn vậy. Tôi thích chân diện cho thiệt là xinh đẹp. Ông phải hãnh diện vì có người vợ trẻ đẹp như tôi, không có được ghen đó biết chưa. Ừ. Bởi vì tôi chỉ yêu có mình ông thôi hả? Tôi cảm ơn bà. Mà tôi thắc mắc lắm nha, ông nói thiệt cho tôi biết đi, sao tự nhiên ông không kết tội tôi nữa? Bao nhiêu năm qua tôi đã hết lời năn nỉ thanh minh mà ông có chịu nghe đâu. Đó là nhờ tôi đọc trộm nhật ký của bà đó. Đọc hết những gì bà viết trong đó, tôi mới nhận thấy tôi là người đáng sợ thế nào. Tôi có lỗi với bà, có lỗi với hai con nhiều lắm, có lỗi cả gia đình anh Hiệp nữa. Tôi thật xấu hổ bà. Đúng là những ngày tháng đó tôi có cảm giác như mình sống trong địa ngục. Cảm ơn bà vì bà đã không bỏ tôi. Thì tôi cũng đã bỏ cha con ông hết mấy năm rồi còn gì. Việc bà sang bên đó để chăm sóc ngoại Khánh An những năm tháng cuối đời cũng là chuyện nên làm mà. Chỉ tại tôi hẹp hòi, cố chấp quá nên... Tôi cũng có lỗi nữa, vì tôi ương ngạnh, làm vợ mà không biết nhún nhường, khiến mâu thuẫn vợ chồng thêm nặng nề. Mà thôi, bây giờ chúng ta đã nhận ra khuyết điểm của mình rồi, bỏ qua cho nhau hết, để sống tôi già vui vẻ với các con nha ông. Hoan hô ba má. Con thương ba.
Con thương má. Khánh Hà mà biết gia đình mình hạnh phúc như thế này chắc là nó vui lắm, không chừng bây giờ đây liền luôn đó. Má. Bà chơi ngủ sao? Ông cũng đâu có ngủ đâu. Cứ nghĩ tới chuyện từ nhỏ là nát lòng nát dạ ông à. Tưởng con cái lớn hết đỡ lo, nào ngờ nó càng lớn mình càng lo lớn. Mà thôi, bà lo chi cho mệt. Coi như từ trước tới giờ nhà mình không có khách sạn là xong. Nói thì nói vậy, chứ vợ chồng thằng Dũng không còn việc làm ở Sài Gòn. Thằng Phúc thì gặp chuyện này, không biết nó có nản chí hay không. Rồi còn vợ chồng con Hạnh nữa. Rầu hết sức. Tôi giận cái thằng Tấn Trung làm khổ con gái mình. Nhưng nói thiệt, mấy bữa nay thấy nó lên xuống năn nỉ con gái mình. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nó, tôi thương lắm. Mà ông nè, tôi nghĩ con Hạnh nó nộp đơn ly dị chắc là để hăm dọa thằng này thôi. Coi bộ nó còn thương chồng nó lắm. Vì sao bà nghĩ vậy? Thì đó, ông không thấy sao? Hồng Hạnh nó vẫn dùng dằn không chuyển trường cho thằng Minh Bảo lên trên này. Rồi còn chuyện làm ăn của nó ở Sài Gòn, nó cũng đâu quyết định gì đâu, đúng không? Thôi, bà lựa lời bà khuyên Bảo đó. Có khi á, thằng Trung có đường quay lại cũng tốt thôi. Con người mà, ai mà không có lỗi lầm chứ. Tôi hy vọng là sau sai lầm lớn này, thằng Trung nó sẽ biết tôn trọng gia đình hơn. Đứa mà tôi lo lắng nhiều nhất chính là thằng Phúc ông à. Cùng một lúc việc làm ăn thất bại, người yêu xa lánh, bị Mỹ Nhung gây khó dễ. Không biết nó còn có đủ nghị lực để vươn lên hay không nữa. Tôi là có cảm giác khác. Tôi nghĩ là thằng Tây Phúc nó đang trưởng thành và chín chắn hơn lên từng ngày. Nó giống như là một thanh sắt được đun rèn trong lửa đỏ vậy. Bà yên tâm đi. Ông đã nói hết vụ qua này mình lấy lại trang trại chưa? Rồi, tôi nói rồi. Có chuyện gì mà cháu thấy vẻ mặt bác không được vui vậy? Nhật Minh à, cháu có thật lòng yêu Khánh An, con gái của bác không? Dạ, điều này thì bác không cần phải nghi ngờ gì hết. Cháu thật lòng yêu thương Khánh An mà bác. Ngay cả khi biết nó đem lòng yêu người khác, cháu vẫn yêu nó đúng không? Dạ, mặc dù thì cháu rất là buồn. Nhưng nếu Khánh An được hạnh phúc thì cháu cũng cảm thấy mình hạnh phúc đó bác. Cháu thiệt là tốt với con gái của bác. Vậy bác có thể yên tâm giao Khánh An cho cháu rồi. Dạ, bác nói vậy là... Tối qua bác với bác trai đã bàn về vấn đề này rất lâu. Và hai bác cũng công nhận là
không có ai tốt với Khánh An bằng cháu, cho nên bác quyết định là gả Khánh An cho cháu đó. Bác nói thật hả bác? Dạ, cháu mừng quá. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm. Mà bác ơi, hay là tuần sau cháu dẫn ba mẹ cháu tới để gặp mặt hai bác, bàn về chuyện cưới hỏi được không bác? Dạ. Nhưng mà còn Khánh An thì sao hả bác? Cháu không cần phải lo đâu. Khánh An nó là đứa con hiếu thảo, với lại hai bác cũng đã phân tích cặn kẽ cho nó mọi điều rồi. Nó cũng đã nhận ra không ai tốt với nó hơn cháu. Dạ. Bác còn điều gì muốn căn dặn cháu nữa không bác? Có điều này bác không thể giấu cháu được. Dạ điều gì xin bác cứ nói. Nhật Minh à, cháu cũng biết Khánh An nhà bác, nó là đứa con gái ngoan hiền mà, đúng không cháu? Dạ. Nó cũng không phải là đứa không có nhân cách, nhưng mà trong tình yêu thì không thể nói trước được điều gì. Nó đã nhẹ dạ cả tin. Dạ. Khánh An sao hả bác? Bác nói đi, cháu xúc ruột quá. Khánh An nó lỡ thất thân với Thiên Phúc rồi. Dạ. Dạ, bác nói sao chứ còn thấy Khánh An tính cách đó không phải là người như vậy. Bác muốn thử lòng cháu phải không? Ai mà đem chuyện này ra thử lòng được chứ. Bác cũng không hiểu tại sao nó lại dại dột như vậy. Bây giờ con dại cái mang, chỉ có cháu mới có thể giúp nó được thôi. Nhật Minh à, cháu thương Khánh An thật lòng thì cháu cũng thương đứa con ở trong bụng của nó mà, đúng không Nhật Minh? Dạ. Bác xin cháu đó, Nhật Minh à. Dạ, cháu có điện thoại. Dạ bác ơi, bây giờ cháu có cuộc hẹn đi gặp đối tác để làm ăn. Bây giờ cháu phải tới đó để gặp đối tác mới giải quyết được bác à. Nhật Minh à, dạ. Bác với cháu còn chưa bàn xong mà. Chừng nào thì cháu đưa ba má cháu lên nói chuyện với bác. Dạ, cái chuyện này để bàn sau. Để bàn sau đi bác. Để bàn sau đi bác ha. Nhật Minh à. Dạ, để bàn sau đi bác. Để nó tự rút lui còn hơn là cấm đoán. Nó sẽ thù quán mà làm hại con gái của mình. Đây, tiền thì tôi không thiếu. Đi nhanh đi. Đi đi, nhanh lên. Dạ. Chỉ những thứ không mua được bằng tiền là tôi không có thôi. Tạm hại rồi Mỹ Nhung ơi, mày thua rồi. Mày có nhiều tiền, ai cần tiền của mày? Mày muốn sống làng hoàng hả? Ai cần? Mày sống thế nào? Mặc xác mày chứ. Phải gọi cho Thiên Phúc. Phải gọi cho anh ấy để xem anh ấy có còn cần 4 tỷ nữa không. Gọi cho Thiên Phúc. Em ăn đi, để chị hâm canh lại cho. Em lại làm phiền chị nữa rồi. Cái thằng nhỏ này. Chị em mà phiền phức cái gì chứ. Ăn đi. Dạ em ăn ạ. Em với anh chị hai tối ngày lo chuyện khách sạn rồi. Chị chỉ có mấy bữa ăn vậy thôi, có gì đâu.
Alo. Vậy sao? À, được rồi, tôi tới liền. Em tính đi đâu nữa hả? Ăn xong cơm đi rồi đi. Dạ, chị cứ để đó đi. Lát về em tự ăn cũng được. Giờ em có chuyện gấp phải đi rồi. Nhưng mà có chuyện gì? Mỹ Nhung đó, nhậu xe mẹ em ngoài quán nhậu rồi. Bây giờ em phải đi đón cô ấy về khách sạn cả đã. Có cần chị đi với em không? Dạ thôi khỏi đi chị, em đi một mình cũng được mà. Đi cẩn thận nghe chưa? Dạ, chị cứ yên tâm, em đi nha. Anh đưa em đi đâu vậy? Trời ơi, cuối cùng thì anh cũng đến. Anh còn nhớ em sao? Thiên Phúc ơi, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Tại sao? Tại sao lại từ chối em hả anh? Anh nói đi. Có phải anh chê em là đứa con gái ăn chơi bạc mạng? Không đâu, em chỉ cần anh, em chỉ cần anh yêu em, chỉ cần được ở bên anh, em có thể sửa đổi. Anh muốn em thế nào thì em sẽ thế ấy mà. Mỹ Nhung à, chị nhé, em phải đau khổ như vậy chứ? Em là một người tốt, điều kiện gia đình tốt, chắc chắn sẽ có người thương mến. Em không cần, em không cần, em không cần. Chúng ta đang cùng nhau chơi một trò chơi đuổi bắt. Em đuổi theo anh, còn anh thì theo người khác. Cuộc đường đuổi này thế bao giờ mới kết thúc hả anh? Thank you.
mình có nên thú nhận với chú Út về chuyện của Khánh An không? Chú Út mà biết chắc sẽ giận mình lắm. Chuyện này mình phải giấu kín là tốt nhất. Mình đã tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi, vậy mà thằng khốn Tiên Phúc đã phóng tay trên của mình. Thật khốn nạn. Tôi đây. Vô khách sạn Hoa Hồng thế nào rồi? Được. Một tuần nữa thì cứ chờ một tuần. Xong thì bóp cổ cho chết cả lũ. Không được tự tay nghe chưa? Phòng hả chị? Ừ. Em cà thẻ giùm chị. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Cậu có thể nào nhích thêm cho tôi một chút nữa có được không? Tôi đã nói rồi, đây không phải là chuyện mua bán ngoài chợ mà còn cả bất một thêm hai. Giữa tình hình này, tôi trả cái giá đó là quá cao rồi. Thôi được, tôi đồng ý. À, tốt anh. Như vậy có phải tốt hơn không? Ngày mai chúng ta tiến hành làm thủ tục luôn, có được không? Tôi xin phép. Mai gặp lại. Chào chú. Chú về. Chúc mừng, em chúc mừng anh đã đạt được ước mơ. Tôi đã nói rồi mà, cái gì thằng Nhật Minh này đã muốn á thì phải làm cho bằng được. À, hình như anh có cái chuyện gì nữa, em thấy anh do dự. Không, chỉ là chuyện riêng thôi. Dạ, cháu chào chú, cháu nghe.
Dạ dạ, như vậy thì quá tốt rồi. Dạ, cháu sẽ đón chú. Dạ, vậy gặp chú sau ạ. Dạ dạ. Hôm nay á, đúng là một ngày tốt lành của mình mà. Dạ, có phải là ông Tùng? Đúng. Ông ấy sẽ lên đây á, ký hợp đồng về vụ mở nhà hàng. Bây giờ á, cậu lập tức soạn sẵn bản hợp đồng cho tôi. Dạ. Khi nào cần bổ sung gì á, thì tôi sẽ chỉnh sửa lại sau. Dạ. Nếu mà biết chuyện giữa mình và Mỹ Nhung không như ý ông ta, liệu ông ta có trở mặt không? Không, ông ấy chiều Mỹ Nhung lắm. Mà Mỹ Nhung á, thì lại luôn nói tốt về mình. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lập tức liên lạc với lại cô Mỹ Nhung, phòng 205 khách sạn Hoa Hồng. Khi nào nói máy được thì báo cho tôi ngay. Làm cái gì mà khóa máy vậy chứ? Alo.